Tôi không chấp nhận lời ông nói. Nay sẽ dùng lời ông để trở lại phá bỏ chỗ ông nói. Tuy muối do vật khác hòa hợp nhưng vật ấy không phải là muối, vì tướng của muối trú trong muối. Ví như tướng bò không phải là tướng ngựa. Ngoại viết, như đèn, ví như đèn đã chiếu tự nó cũng có thể chiếu vật khác. Sự tốt cũng như vậy, tự tốt cũng có thể làm cho sự không tốt được tốt. Nội viết, vì tự thân và chỗ khác của đèn là không tối nên tự thân của đèn không tối. Vì sao? Vì sáng tối không cùng nhau. Đèn cũng không là chủ thể chiếu không có thể chiếu, vì cũng có lỗi của hai tướng. Một là chủ thể chiếu, hai là nhận sự chiếu. Cho nên đèn không tự chiếu chỗ của đối tượng được chiếu cũng không tối, cho nên không thể chiếu cái khác. Vì phá trừ sự tối tăm nên gọi là chiếu, không tối tăm có thể phá trừ nên chẳng phải là chiếu. Ngoại viết, lúc mới sinh cả hai cùng chiếu, tôi không nói đèn. Trước sinh mà sau mới chiếu. Lúc mới sinh tự chiếu cũng có thể chiếu vật khác. Nội viết, không đúng, vì tướng có không của một pháp là không thể đạt được. Lúc mới sinh gọi là sinh một nửa chưa sinh. Sinh không thể chiếu, như trước đã nói, huống gì chưa sinh mà có thể có chỗ chiếu. Lại nữa, tại sao một pháp cũng là tướng có cũng là tướng không? Lại nữa, vì không đến chỗ tối, đèn hoặc đã sinh, hoặc chưa sinh đều không đến chỗ tối, vì tánh trái nhau. Nếu đèn không đến chỗ tối, làm sao có thể phá trừ tối tăm? Ngoại viết, vì như chú các sao, nếu chú từ xa khiến cho người ở xa có thể sinh phiền não, cũng như sao biến trên trời, khiến con người không thể diễn nói. Đèn cũng như vậy, tuy không đến chỗ tối tăm nhưng có thể phá trừ tối tăm. Nội viết, vì vượt quá sự thật. Nếu đèn có sức chiếu sáng, không đến chỗ tối tăm mà có thể phá trừ sự tối tăm, sao không đốt đèn thiên trúc để phá sự tối tăm ở trấn đán? Như sức của chú các sao có thể đến với khoảng cách xa mà đèn thì không như vậy. Cho nên ví dụ của ông chẳng đúng. Lại nữa, nếu bắt đầu tốt thì chỗ khác không tốt. Nếu kinh bắt đầu nói tốt thì chỗ khác phải không tốt. Nếu chỗ khác cũng tốt thì lời ông nói ban đầu tốt là vọng ngữ. Ngoại viết, vì ban đầu tốt nên chỗ khác cũng tốt, vì sức của tốt ban đầu nên chỗ khác cũng tốt. Nội viết, vì nhiều sự không tốt nên tốt là không tốt. Kinh của ông ban đầu nói tốt tức nhiều chỗ không tốt. Vì nhiều chỗ không tốt nên sự tốt là chẳng phải tốt. Ngoại viết, như vòi voi, ví như voi có vòi nên gọi là có vòi, không lấy phần có mắt tai, đầu, mà gọi là có mắt tai, đầu. Như thế là dùng phần ít sức tốt nên khiến cho nhiều sự không tốt là tốt. Nội viết, không đúng, vì chẳng phải lỗi ở voi. Nếu voi khác với vòi, đầu chân cũng khác như vậy thì không phải voi khác. Nếu trong một phần có đủ các phần, tại sao trong đầu không có chân? Như trong phẩm phá dị nói, nếu voi với vòi không khác thì cũng không có voi riêng khác. Nếu có phần này với phần kia không khác thì đầu phải là chân, vì hai phần ấy cùng với voi không khác. Như trong phẩm phá nhất nói, việc tốt như vậy, rất nhiều nhân duyên tìm cầu không thể đạt được. Tại sao nói? Vì ban đầu tốt nên ở giữa và sau cũng tốt. Ngoại viết, ác rừng, là rừng vi diệu tại sao không ở ban đầu? Nội viết, hành giả trước cần phải biết ác, sau đó mới có thể chỉ. Mở ngoặc đơn, rừng, cho nên trước ác sau chỉ. Ngoại viết, hành thiện cần phải ở ban đầu, vì có quả diệu. Các pháp thiện có quả diệu. Hành giả vì muốn đắc quả diệu nên dừng ác. Như vậy nên trước nói hành thiện, sau nói dừng ác. Nội viết, vì pháp tuần tự nên trước trừ cấu thô, tiếp trừ cấu tế. Nếu hành giả không dừng ác thì không thể tu thiện, cho nên trước trừ cấu thô, sau đó hành pháp thiện. Như nhuộm áo, trước phải tẩy giặt vết nhơ, sau đó mới nhuộm. Ngoại viết, đã nói dừng ác, không nên lại nói hành thiện. Nội viết, vì hành thiện như bố thí bố thí là hành thiện, chẳng phải là dừng ác. Lại nữa, như Đại Bồ Tát, trước ác đã dừng lắng, hành bốn tâm vô lượng, bảo hộ mạng sống người khác, thương xót chúng sinh, đó là hành thiện, chẳng phải dừng ác. Ngoại viết, bố thí là dứt pháp keo kiệt, cho nên bố thí là dừng bỏ việc ác. Nội viết, không đúng, vì nếu vậy không bố thí liền trở thành người ác và các người không bố thí đều phải có tội. Lại nữa, các vị lậu tận đã dứt hết tham lam, keo kiệt thì lúc bố thí dừng việc ác gì? Hoặc có người tuy hành bố thí mà tâm keo kiệt không dừng, dẫu có thể dừng nhưng dùng hành thiện làm gốc, cho nên bố thí là hành thiện. Ngoại viết, đã nói hành thiện không nên nói dừng ác. Vì sao? Vì ác dừng là do hành thiện. Nội viết, tướng chỉ là dứt, tướng hành là tạo tác. Vì tánh trái ngược nhau cho nên nói hành thiện không bao gồm dừng ác. Ngoại viết, việc này thật như vậy, tôi không nói dừng ác và hành thiện là một tướng, nhưng dừng ác tức là pháp thiện. Cho nên nếu nói hành thiện thì không nên nói lại là dừng ác. Nội viết, nên nói dừng ác, hành thiện. Vì sao? Vì dừng ác gọi là lúc thọ giới dừng ngay các việc ác. Hành thiện gọi là tu tập pháp thiện. Hoặc chỉ nói phước hành thiện, không nói sự đình chỉ việc ác. Nghĩa là có người thọ giới đình chỉ việc ác, hoặc tâm bất thiện, hoặc tâm vô ký, vì lúc này không hành thiện nên không tương ưng có phước. Lúc này vì đình chỉ ác cũng có phước cho nên phải nói dừng ác, cũng nên nói hành thiện. Pháp dừng ác, hành thiện này tùy theo mỗi chúng sinh mà Phật phân biệt thành ba hạng người. Thượng, trung, hạ và ba loại hành. Thí, giới, trí. Người hạ trí dạy hành bố thí, người trung trí dạy hành trì giới, bậc thượng trí dạy hành trí tuệ. Bố thí là xả tài vật tương ưng với tư và khởi thân, khẩu, ý làm lợi ích người khác. Trì giới là hoặc miệng nói, hoặc tâm sinh, hoặc thọ giới. Từ nay về sau không làm ba thứ hạnh tà của thân, bốn loại hạnh tà của miệng nữa. Trí tuệ gọi là trong tướng của các pháp, tâm định bất động. Vì sao nói lợi ích sai khác là thượng, trung, hạ? Bố thí là lợi ích ít, đó gọi là hạ trí. Trì giới là lợi ích bậc trung nên gọi là trung trí. Trí tuệ tạo lợi ích rất nhiều nên gọi là thượng trí. Lại nữa, bố thí có quả báo bậc hạ, trì giới có quả báo bậc trung, trí tuệ có quả báo bậc thượng, cho nên nói trí thượng, trung, hạ. Ngoại viết, người bố thí đều là kẻ hạ trí phải không? Nội viết, không đúng. Vì sao? Bố thí có hai loại. Một là bất tịnh, hai là tịnh hạnh. Người bố thí bất tịnh gọi là người hạ trí. Ngoại viết, vì sao gọi là bất tịnh thí? Nội viết, vì quả báo mà bố thí là bất tịnh như việc trao đổi ở chợ. Quả báo có hai loại là hiện báo và hậu báo. Hiện báo là danh xưng, ái kính, hậu báo là đời sau được giàu có, đó gọi là bất tịnh thí. Vì sao vậy? Vì muốn được hoàn trả. Ví như có khách mua bán ở xa đi đến phương khác tuy mang theo nhiều vật có giá trị, nhưng chẳng có lòng thương mọi người, vì chỉ cầu lợi mình nên nghiệp này bất tịnh. Bố thí cầu quả báo cũng lại như vậy. Ngoại viết, những gì gọi là tịnh thí? Nội viết, nếu người vì yêu thích kính mộ làm lợi ích cho người khác, không cầu quả báo đời này, đời sau, như các Bồ Tát và các thượng nhân hành bố thí thanh tịnh thì đó gọi là tịnh thí. Ngoại viết, trì giới đều là người trung trí phải không? Nội viết, không đúng. Vì sao? Trì giới có hai loại. Một là bất tịnh, hai là tịnh. Người trì giới bất tịnh gọi là người trung trí. Ngoại viết, những gì là trì giới bất tịnh? Nội viết, trì giới cầu quả báo vui là vì dâm dục, như che giấu tướng. Quả báo vui có hai loại, một là sinh thiên, hai là giàu có trong cõi người. Hoặc trì giới cầu sinh lên cõi trời, vui sướng cùng thiên.